năm 1955, trong một góc tối ở Pháp, Nostradamus bắt đầu viết hàng loạt những vần thơ thần bí, đầy ý tưởng lạ lùng. Giờ chúng được khẳng định là những lời tiên tri chính xác đến bất ngờ về các sự kiện trong tương lai. Tiên đoán các biến cố thảm họa trước khi xảy ra hàng trăm năm. Nostradamus đã vượt qua các nhà tiên tri khác. Ông được tin cậy nhờ tiên tri gần như toàn bộ lịch sử thế giới đến nay và xa hơn nữa. Nhưng con người phi thường này là ai? Và vần thơ của ông có thực sự là lời tiên tri chính xác nhất? Ta thường nghĩ ta đang sống trong một thời đại khoa học lý trí, một thế giới cách xa kiểu mê tín thời Trung Cổ. Quan điểm đó được thử thách qua các sự kiện tháng 9 năm 2001. Trên Internet ngày 11 tháng 9, cái tên được tìm nhiều nhất không phải là Bin Laden hay George Bush, mà là Nostradamus. Ý nghĩ Nostradamus có thể hé mở sự kiện gần đây có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đó là điều những người ủng hộ ông khẳng định. Danh tiếng của Nostradamus nằm ở gần câu thơ đầy những dẫn chứng khó hiểu. Nhưng với những người tin ông, đó thực sự là bộ mã bí mật dự đoán tất cả các sự kiện tương lai, gồm cả vụ 11 tháng 9. Mario Redding là một trong những người ủng hộ hàng đầu. Khi sự kiện 11 tháng 9 xảy ra, ông tin nó được báo trước chi tiết. Ngọn lửa từ tâm trái đất sẽ làm rung chuyển những ngọn tháp ở thành phố mới. Kết quả tảng đá lớn sẽ bắt đầu cuộc chiến trường kỳ. Đến khi những con suối Arethusa lần nữa làm vấy máu dòng sông. Từng câu thơ đều có liên hệ đến thảm họa 11 tháng 9. Lửa từ tâm trái đất là xăng, là nguyên nhân của vụ nổ. Sẽ rung chuyển các tháp của thành phố mới là quá rõ ràng. Nostradamus đã biết rất rõ chuyện này. Hai tảng đá lớn là Cơ Đốc giáo và Hồi giáo có cuộc chiến lớn dai dẳng kéo dài nhiều năm. Chuyện này khiến tôi vô cùng ấn tượng. Redding tin những vần thơ của Nostradamus dự đoán mọi thứ từ đám cháy lớn ở London đến bão Katrina. Có người không đồng ý và nghĩ lời của Nostradamus đã bị sử dụng sai bởi những người ủng hộ ông. Họ biết không có gì đúng, nhưng đó là cách kiếm sống dễ dàng. Vậy liệu Nostradamus có phải là nhà tiên tri? Nostradamus sinh ở province miền nam nước Pháp. Đó là thời kỳ hỗn loạn. Nếu bạn biết điều kiện sống, nhà thờ chủ trương không tắm, người nào cũng đầy cháy giận nên lúc nào cũng gãi. Đó là thời khắc ngắn ngủi mà sự dơ giấy và mê tín ngự trị, nơi cái chết ám ảnh người ta từng giây từng phút. Ngay từ đầu, Nostradamus đã khác biệt. Ông là người Do Thái. Ông bà của ông là người Do Thái chính gốc, đã cải đạo sang Cơ Đốc giáo.
Nhưng ai cũng biết, ông luôn lo ngại về việc nhà thờ thường xuyên theo dõi ông. Nửa đầu của đời ông rõ ràng là hoàn toàn bình thường. Ông lấy vợ, định cư và học nghề y. Sau đó ông mở một hiệu thuốc. Bạn hãy hình dung đến một cửa hiệu pha trộn giữa cửa hàng rau và hiệu thuốc, có bán mọi thứ từ kẹo ngọt, sáp ong. Hiệu thuốc là nơi thích hợp với những chuyện tầm phào. Thậm chí có cả chuyện cờ bạc, rất nhiều vụ cá cược như đứa trẻ sinh ra là trai hay gái. Mọi dự đoán chắc chắn có trong cửa hàng thuốc. Những năm tháng đó, Nostradamus sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra khiến đời ông rẽ sang hướng khác. Đó là việc cái chết của vợ và các con trong đại dịch ở Aigen đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Điều gì đó đã thôi thúc trong ông, và từ đó ông bắt đầu có những phát hiện của mình. Quá đau buồn, Nostradamus đã ngao du khắp châu Âu. Suốt nhiều năm lang thang, ông đã bị thu hút bởi những ý niệm mới và huyền bí khắp lục địa. Từ thuyết thần bí Do Thái, tiên thuật chiêm tinh, khi Nostradamus trở về Provence những năm sau đó, ông sẵn sàng xuất bản tác phẩm lớn nhất đời mình, Sấm Tiên Tri, cuốn sách thay đổi cả lịch sử. Cuốn sách ra đời đã khiến Nostradamus nổi tiếng khắp thế giới. Cuốn Sấm Tiên Tri là lời sấm về những sự kiện thảm khốc sẽ xảy ra. 942 dire predictions of terrifying events to come. Trước đó có nhiều nhà tiên tri tiên đoán về ngày tận thế. Nhưng suy nghĩ của Nostradamus rất khác biệt, do ông đã tiếp cận triệt để các phát minh hiện đại. Tất nhiên, đột phá kỹ thuật thời kỳ phục hưng là in ấn. Đột nhiên sách có thể xuất bản với số lượng lớn và phổ biến khắp châu Âu. Những tư tưởng lạ thường cực đoan, lố bịch và các tư tưởng sáng suốt đồng thời du nhập mọi ngôi nhà mà gia chủ có may mắn được đọc sách. Đó là một trong những ngành phát triển nhanh, nếu không nói là nhanh nhất thời đó. Máy móc hỗ trợ đắc lực trong việc biến cuốn Sấm Tiên Tri thành sách bán chạy nhất và ảnh hưởng mạnh đến cộng đồng chiêm tinh, vì cuốn sách này thường bán với số lượng lớn. Đây là thời điểm hoàn hảo và là cơ hội để ứng dụng kỹ thuật rất mới này. Công trình của ông phổ biến khắp châu Âu. Had he been born 100 years earlier, it would have remained stuck in Provence if he was lucky. Sách của ông được lưu hành rộng rãi hơn, bởi vì ngôn ngữ của ông rất khác. Nostradamus nổi tiếng vì ông có cách hành văn rất đặc biệt. Ngôn ngữ luôn ở dạng thô, những hình ảnh thô đi ra trực tiếp từ tâm trí ông và được đặt vào các câu thơ lạ, rắc rối và khó hiểu. Le lion jeune, le vieux surmontera par singulier duel, père dans cage d'or, peste, qu'un en peuple mourra. Mọi người nghĩ ông thực sự đã thấy vận mệnh loài người. Lời viết bí hiểm đó có vẻ để mô tả thời kỳ hỗn loạn lúc đó. Khi ông trở lại Provence, cuộc chiến giữa Cơ Đốc giáo và Tin Lành lên đến đỉnh điểm.
họ gọi nhau là những kẻ phản Chúa. Linh cảm về ngày tận thế tràn ngập khắp nước Pháp. Nostradamus thực sự là người của những thời kỳ đen tối. Thế nên bạn nhận thấy những điều được xem là trùng hợp giữa cái nhìn u ám của ông về thế giới với những gì đang diễn ra quanh bạn. Dù thành công ban đầu, nhưng Nostradamus có lẽ chưa thực sự nổi tiếng cho đến khi hầu hết các yếu nhân ở Pháp đều đọc tác phẩm của ông. Hoàng hậu gốc Ý của nước Pháp là người mê tín đến kỳ lạ. Hoàng hậu đang tìm người có thể nói được tương lai của bà. Bà nghe nói về Nostradamus và bà đã thực sự biến ông từ cả nhà quê vô danh thành người Paris danh giá. Hoàng hậu Catherine Medici triệu Nostradamus vào cung. Đây là cung điện lộng lẫy nhất châu Âu lúc đó. Có một đoạn thơ khiến nữ hoàng băn khoăn. Có vẻ đó là dự đoán cái chết của chồng bà, vua Henry đệ nhị. Với những người ủng hộ ông thì câu thơ này rất quan trọng. Bởi đó là lần đầu Nostradamus tiên đoán thành công. Đoạn thơ thực sự làm nên sự nổi tiếng của ông là đoạn thơ về cái chết của vua Henry đệ nhị. Nó được xuất bản đúng 3 năm trước cái chết của nhà vua. Đó là lúc Nostradamus vượt qua các nhà tiên tri khác. Sư tử nhỏ sẽ vượt qua sư tử già trong trận đấu tay đôi trên chiến trường. Trong lồng vàng mắt nó bị xuyên thủng. Sau cú đánh nó bị vết thương và chịu cái chết đau đớn. Con sư tử nhỏ là Montgomery, chỉ huy cận vệ của nhà vua. Montgomery đã thách đấu với nhà vua. Nhà vua lúc đó vẫn còn trẻ và kiêu hãnh nên đã nhận lời. Mặc cho nữ hoàng Catherine de Medici can ngăn, nhà vua vẫn rất cương quyết. Hai hiệp đầu Montgomery nhường nhà vua và bị gãy giáo.